Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh AS Mobile. Thì phiên bản OB8 sắp ra mắt tới đây sẽ có những gì? Và trước mắt chúng ta đây là nhân vật mới Kena. Vâng, nhân vật này có khả năng với những cú đấm và những cú đá. Vâng, và tôi thấy những cú đá nhưng mà không thấy những cú đấm. Rồi ok, nhân vật này có khả năng đấm cực mạnh và có thể nâng cấp lên được 400% nha các bạn. Và chúng ta sẽ đi qua những hình ảnh của Kena. Vâng, nâng cấp đến 400% uy lực cú đấm. Và hãy xem nhân vật này có khả năng gì nào. Vâng, chúng ta hãy chờ xem. Với ánh mắt như cô anh ta đang như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Và khả năng nâng cấp lên tới 400% nha các bạn. Đây, nhân vật Kena nhìn rất là ngầu. Cứ như trong bộ phim quyền thái mà mình hay xem. Vâng. Đây, các bạn hãy chờ xem. Wow, knock out. Một phát ngay đầu knock out nha các bạn. Nón 1, nón 2, knock out hết. 550 máu. Trời đậu. Thật là kinh khủng. Mình không nghĩ là đam mạnh đến như vậy luôn á. Vâng, một đấm dính hai mạng. Và tiếp theo sẽ là gì đây? Nào. Và mình không nghĩ đây là một cái vật phẩm hay là một cái gì đó. Mình nghĩ là chắc là một vật phẩm được tặng cho ở ngoài đời hoặc là một vật phẩm trong game. Mà mình nghĩ là vật phẩm này ở ngoài đời chứ không phải là trong game đâu các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ đi tới bản tin tiếp theo, đó là gì? Một đội bóng. Và sẽ có những gì đây? Đổi quà avatar. Quà liền tay, các bạn chỉ cần thay đổi avatar của các bạn là sẽ có quà ngay. Và tiếp theo đó là sảnh phòng chờ nha các bạn. Đây, phòng chờ sẽ được thêm vào cái cúp quả banh. Và các bạn có thể biến thành quả banh nha các bạn. Đây, như trong clip đó, vào xong biến thành quả banh chạy nha các bạn. Rồi vào luôn. Đấy, xong biến ra lại nè. Woo, ok, thật là ngầu. Cực kỳ ngầu luôn nha các bạn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với đó là, đây là gì? Mình nhìn vô mình rất là rối mắt và mình không biết đây là cái gì. Đây là kỹ năng phụ nha các bạn. Kỹ năng phụ của người chơi. Người chơi có thể chọn được kỹ năng của những người khác, như là Misa. Misa có thể chọn được kỹ năng của Andrew nè. Đó, các bạn thấy chưa? Khi mà Misa có tốc độ chạy xe nhanh rồi mà đã chọn Andrew nữa thì thôi, bao giáp sướng luôn. Không khỏi cần sợ bị bắn sau lưng hay bắn vào xe nha các bạn. Đó. Thì cái này mình nghĩ trong phiên bản OB8 sắp tới đây chắc chắn sẽ rất là ok nha các bạn. Và rất là bá đạo luôn. Và lối chơi càng ngày càng phong phú thêm. Và đây thì những bộ đồ mới thôi. Chúng ta sẽ được mua bộ đồ này với giá 25 kim cương, rất là rẻ nha các bạn. Nhưng mà phải quay 4 lần nó mới ra được nguyên cái bộ này nha các bạn. Và cái cuối cùng đó là gì? Các bạn biết trên tay của cái thằng nhân vật bên tay trái đang cầm cái gì không? Mình nghĩ là giống như là một cái gì ta? Một con dao chặt dừa hoặc là... Ta nói nha. Nói chung thôi bỏ qua, các bạn tự đoán đi nha. Đoán đi nha các bạn, comment đoán nha. Rồi, tiếp theo. Cúng cùi nè. Đây là một map tốc biến có thể trên đảo quân sự và đảo thiên đường nha các bạn. Map này khi vòng bo lại thì rất là nhiều đồ hiện ra hay là nhiều thính hay là gì đó. Các bạn hãy chờ xem phiên bản OB8 sắp ra mắt tới đây sẽ có những gì hay và cảm nhận nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn luôn ạ. Kênh AS Mobile. Thì hôm nay mình sẽ mở hòm bóng đá cho các bạn xem. Tất cả món đồ bóng đá này sẽ có che giáp nha các bạn. Vâng, mình rất là thích những món đồ mà che giáp. Đây, và bây giờ mình sẽ mở đây. Cái hòm này đây, các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? 199k thôi. 199 kim cương thôi là các bạn đã mở được hòm rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở nào. 1, 2, 3. Từ từ. 1, 2, 3. Chưa nha. 1, 2, 3, mở.
trời ơi, vĩnh viễn cái quần tưởng cái gì. Tiếp nè, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mở, rồi lại cái quần, tiếp tục, áo nào, vâng, và mình đã có cái áo rồi, vào ngay tủ đồ và mặc liền cái áo này vô, mặc cái quần vào, nhìn ngầu chưa, cực kỳ ngầu luôn nha các bạn. Bóng đá phải có giày chứ, đi giày nào, giày đâu, đấy, rồi, nhìn cực ngầu luôn, trời ơi thích quá đi, rồi bắt đầu vào thôi, vào trận đấu một map cho vui nè, chết giữa trận thì các bạn đừng buồn nha. Chà, không biết giờ này còn ai chơi không nữa. Chắc là lâu đây. Ok, bộ đồ khá là đẹp. Vâng, như vậy là đã vào trận rồi. Thấy chưa, nhìn ngầu chưa, nhìn nổi chưa, cực kỳ nổi luôn nha các bạn. Khoái chưa. Trời đất ơi, Làm gì. Nhìn quá đẹp mà. Nổi nhất trong team luôn các bạn ạ. Ok, quá đẹp. Vâng, thì với bộ đồ này mình sẽ chơi xét súng gì đây? Cầu mong cho nó không chết giữa trận. Chết giữa trận thì các bạn đừng có buồn nha. Mình sẽ cố gắng bắn hết sức. Nhảy mưu luôn đi, cho chết sớm đi. Thế rồi. Mưu. Miu. Xuống nào. Ok, có ai không? Vâng, và tôi thấy rất là nhiều người nha các bạn. Xuống nào. Dạ. Trời, trong này không có súng rồi. Rồi, nhảy xuống là chết rồi đó các bạn ơi. Trời đậu, tự sát thiệt. Ok, như vậy là một em đã tự sát. Thấy rồi nha. Sướng. Trời đất ơi, gì vậy mà không chết. Giáp mấy mà kinh thế. Còn ai không? Thì ra là giáp 2 à. Tiếp tục nào. Ok,
Còn ai không? Còn ai không? Rồi, với bộ này thì có thể che giáp được nha các bạn. Che giáp thoải mái luôn. Không sợ địch biết mình mang giáp gì. Có bắn nhau. Anh gì đó ơi, cho mình xin một mạng đi. Đâu rồi? Đâu rồi? Thấy tiếng bắn đâu đây mà. Phiêu thế. Mới thấy tiếng bắn ngay đây rõ ràng. Không biết nó có chạy lên không à. Ăn cái này trước rồi tính. Giáp 3 luôn. Chắc là còn đâu trên đó. Ok, mình sẽ lên thử luôn. Nào, có ai trên đây không? Mới nghe tiếng bắn mà. Đậu xanh. Kỳ ta. Rõ ràng là mình nghe tiếng bắn mà. Rõ ràng là mình thấy chấm đỏ.